jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Ronaldo, Lucas. Và đây là cú sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Uchavino rất nhanh, sút, ô cột dọc, bàn thắng đã rất gần. Rồi. Đó mới là một cơ hội. Wow. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Sergio Busquets. Sút bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp, một pha bắt bóng xuất sắc, và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm được như thế. Lucas, và đây là cú sút, và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Sadio Mane cho Jorginho. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Ngay lập tức đã có bàn thắng bằng tỷ số 1-0. Rất tốt. Ronaldo, Lucas, Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Pha bóng an toàn. Sergio Busquets. Tình huống hay. Đây rồi, bàn thắng. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Một lần nữa thì số đang là 2-1. Uchavino. Cơ hội. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn.
Sóng gió đã nổi lên. Sergio Busquets. Và trọng tài đã nổi. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Sergio Busquets. Chaguino. Quá sớm để di chuyển ra phía sau. Viết vị. Timoe Bakayoko. Lucas. Sadio Mane. Đường chuyền xuất sắc. Ồ, quá sớm, việt vị. Timoe Bakayoko. Kyle Walker. De Bruyne. Sadio Mane. Timoe Bakayoko. Giorgio Chiellini. Luca Guino. Và đó là việt vị. Stefan De Vrij. Jorginho. Có thể sẽ có thẻ vàng. Anh ta bị thẻ đỏ. Tiền đạo này mang rất nhiều trách nhiệm khi bàn cho đội bóng. Anh ta sẽ bị treo giỏ vài trận. Vâng, chắc hẳn các đồng đội sẽ không muốn anh ấy bị truất quyền thi đấu đâu. Sergio Busquets. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Tình huống lấy bóng của Chiellini. Lucas. Timoe Bakayoko. Giorgio Chiellini. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Lucas. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Chơi khung thành rồi, suýt nữa đã có bàn cân bằng tỷ số. Một trận đấu tuyệt vời và nó sắp kết thúc khi thời gian không còn nhiều. Luca Guinho. Tiến lên đi. Sút. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Rất đáng tiếc là không có HNG. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng không được đền đáp, rất đáng tiếc. Thật sự là các đội bóng với những đối thủ đã vượt đường xa xa xôi đến thi đấu tại sân vận động này. Đúng vậy, áp lực kinh khủng từ bốn phía khán đài và sự tỉnh táo của đội chủ nhà đang đẩy họ đến chân tường. Chuyền bóng lại.
Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Aubameyang. Không nên phạm lỗi ở những vị trí như thế này. Đây là một cơ hội. Đây là cơ hội dưới sân nhà. Chơi hơn người, bây giờ họ đang có những bàn thắng cần thiết. Khi bạn chơi hơn người là bạn đã có rất nhiều lợi thế hơn so với đối thủ. Một bàn thắng tuyệt vời, không thể ngăn cản. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Và anh ấy đã lấy được bóng sau pha, sau bóng tốt. Manchester United sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Matic, Ashley Young, Romelu Lukaku. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Nainggolan, Isco. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cờ. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Stefan De Vrij. Cơ hội là đây. Benjamin Mendy. Anh ấy sẽ truyền lại cho thủ môn. Matic. Ashley Young. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Ném biên cho Liverpool. Lucas. Edison Cavani. Và nó đã vọt xa. Oh.
1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Fred. Tình huống lấy bóng của Anderweireld. Mất bóng. Valencia. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Fred. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Fred. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Manchester United. Mất bóng rồi. Đường chuyền xuất sắc. Đó sẽ là một quả phạt góc. Anderweireld. Valencia vừa có pha phóng lên. Firmino, Edison Cavani, Matic. Một pha xoạc bóng của Mendy. Nainggolan. Trọng tài báo hiệu chỉ có một phút bù giờ. Cơ hội. Thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Phạt góc cho Liverpool. Ashley Young vừa có pha phóng lên. Stefan De Vrij. Nainggolan. Vài hiệp một của trận đấu. Vài vai của trận đấu sẽ chuẩn bị được bắt đầu. Bỏ qua những gì đã diễn ra trong hiệp một, chúng ta tiếp tục chờ đón màn công hiến của các cầu thủ. Romelu Lukaku. Alexis Sanchez. Romelu Lukaku. Sút đi. Một lần nữa cơ hội đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Nainggolan. Edison Cavani. Pogba. Chuyền bóng lại thành công. Romelu Lukaku. Nainggolan. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Pinzon. Romelu Lukaku. Một pha ném biên để triển khai tấn công rất nhanh. Edison Cavani. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Lucas. Vâng, đó là bàn thắng rất tốt, rất xứng đáng với cái cách đội bóng này đang thể hiện. Yeah, các số liệu thống kê không nói dối, không có gì ngạc nhiên khi họ đã ghi được bàn thắng. Tỷ số được mở 1-0. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Mất bóng trong vòng cấm. Tình huống lấy bóng của De Vrij.
Việt vị rồi, chắc chắn là đã có việt vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Benjamin Mendy, Isco, cơ hội nguy hiểm cho tuyển Liverpool, thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Fred, Pogba, đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Nainggolan, Isco, Pinzon, Matic, Lucas, phối hợp tốt. Họ vẫn đang dẫn trước một bàn và lẽ ra họ đã có thể nâng điểm dẫn trước lên thành hai bàn. Hoàn toàn có thể nếu cơ hội ngon ăn vừa rồi được tận dụng thành công. Pha đánh đầu truyền cho đồng đội. Mất bóng. Bóng ba. Chuyền bóng lại. Romelu Lukaku. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những đôi chân run rẩy của cầu thủ bên kia kìa. Họ không thể nào gỡ hòa được với áp lực thi đấu lớn đến như vậy. Sút. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Vâng, trận đấu đã trôi qua được 84 phút. 6 phút còn lại trên đồng hồ của tôi. Đây có lẽ sẽ là pha đá phạt cuối cùng của trận đấu. Joshua Kimmich. Alexis Sanchez. Cắt bóng rất tốt. Thời gian bây giờ là 1 phút. Một bàn thắng nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi. Đá phạt cho Manchester United.
Trận đấu của chúng ta ngày hôm nay sẽ diễn ra ở sân Anfield, sân nhà của Liverpool. Tôi là bình luận viên Quang Tùng và bình luận cùng tôi hôm nay là anh Quang Huy. Bremer. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Bremer. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Bàn thắng tươi đẹp của Antoine Griezmann. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Và Juventus đang là đội dẫn trước. Lucas. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Tình huống lấy bóng của Van Dijk. Firmino. Gattuso. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Timoe Bakayoko. Cơ hội. Sút đi. Phản xạ tuyệt vời. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Anh ấy đã cướp được bóng. Tiến lên đi. Một pha đàn lòng mẫu mực. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào cho tướng này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Joshua Kimmich. Rất trống trải. Ồ, đó là pha phá bóng tuyệt vời để ngăn chặn được tấn công. Gennaro Gattuso. Redman. Firmino. Cơ hội. Mất bóng. Có thể có bàn thắng. Phối hợp tốt. Tình huống lấy bóng của Van Dijk. Có cơ hội. Bật rất tốt. Một cú sút tầm thấp. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Roberto Firmino. Vâng, một đội bóng rất vui mừng và một đội bóng rất thất vọng. Họ đã chơi rất tốt với sự tự tin trong trận đấu. Khi những người khác vẫn đứng im và đợi bóng, anh ta luôn nỗ lực đeo bám để tranh bóng và tìm kiếm cơ hội. Redman. Thời gian bù giờ được cộng thêm chỉ là một phút thôi. Redman. Hai một là kết quả của một
Hiệp 2 được bắt đầu với quyền kiểm soát từ Liverpool. Cavani đột phá, một pha dốc bóng đầy kỹ thuật đánh bay hậu vệ đối phương. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Đó nên là một cơ hội. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Cavani. Ngay lúc này họ đã có bàn thắng và họ đang làm chủ trận đấu này. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng, 3-1 là tỷ số hiện tại. Cavani. Anh ấy đã cướp được bóng. Griezmann. Lucas. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Gennaro Gattuso. Griezmann. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Stefan De Vries. Lucas. Tăng tốc. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Cavani. Vâng, rất độc đáo, pha dứt điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn, thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Quay lại vạch giữa sân, tỷ số là 4-1. Ném biên cho Liverpool. Lucas. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Sút đi. Một nỗ lực tuyệt vời dù họ có bị đánh bại. Đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Griezmann. Cơ hội nguy hiểm cho Juve và đây là cú sút. Vẫn còn cơ hội để cân bằng tỷ số. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Có rất nhiều bàn thắng cho các cổ động viên. Chúng ta đang có tỷ số 4-2. Bakayoko bật tường. Dembele căng ngang. Sút. Họ đang muốn ghi nhiều bàn thắng hơn để chắc rằng họ vẫn sẽ dẫn đầu. Liverpool đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Phòng ngự rất tốt. Pha cầu chính xác của Dembele. Joshua Kimmich. Phòng ngự tốt. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Timoe Bakayoko. Firmino. Sút đi. Và đó sẽ là cơ hội. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Lucas. Có một bàn thắng khác cho họ. Nó chắc chắn sẽ giúp các hiệu số bàn thắng được tăng lên. Điều này rất quan trọng vào cuối mùa giải. Rất nhiều bàn thắng ở đây, 5-2.
vẫn còn thời gian để cố gắng. Mất bóng, có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã tác động làm bóng đổi hướng, bàn thắng vẫn đến. Một bàn thắng muộn cho Juventus nhưng không giúp họ thay đổi được việc các bạn hôm nay. Vâng, tôi nghĩ rằng họ nhận ra rằng đội chơi tốt hơn xứng đáng giành được chiến thắng. 5-3, một trận đấu cực kỳ thú vị cho hai đội. Liverpool sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Lucas. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Benjamin Mendy. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Harry Kane. Anh ấy đã cướp được bóng. Firmino. Thẻ vàng hay không? Không, sẽ chỉ có đá phạt mà thôi. Isco. Manic. Một pha đánh đầu đẹp mắt, nhưng thủ môn đã chọn đúng vị trí để cản phá. Chúng ta nên dành nhiều lời khen cho thủ môn trong tình huống này. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Benjamin Mendy. Cơ hội là đây. Ném biên cho Paris Saint-Germain. Ronaldo. Đá phạt cho Paris Saint-Germain. Một pha chuyền bóng may rủi và trọng tài cho rằng đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Ôi, xóa bóng nguy hiểm quá. Anh ta xứng đáng phải nhận thẻ trong tình huống đó. Cản phá xuất sắc. Và đây là pha tấn công của Liverpool. Họ đã chơi. Và đây là cú sút. Và tốt cho thủ môn, cú đá trúng cột. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Lucas. Timoe Bakayoko. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Sút. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Một pha tắt bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc. Và sau đây là pha ném biên.
Isco, Lucas. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không hoàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi, quá đáng tiếc. Isco thăng bằng rất tốt. Đá phạt cho Liverpool. Joshua Kimmich. Một pha xoạc bóng của Hernandez. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Dembélé căng ngang. Cơ hội phản công. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Tát rồi. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Firmino. Rất tốt, cản bóng rất tốt. Messi. Hiệp 1 của trận đấu ấy. Hiệp 2 được bắt đầu với quyền kiểm soát từ Paris Saint-Germain. Firmino. Sóng gió đã nổi lên. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Messi. Họ đã lấy được bóng. Nguy hiểm. Dembélé căng ngang. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow! Quả thắng tuyệt đẹp của Cavani. Vâng, không thể tiên đoán bất kỳ điều gì trong trận đấu vì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Họ đã có bàn thắng rất xứng đáng. Vâng, và đó là một bàn thắng tuyệt vời sau rất nhiều những cú sút trong trận đấu. Ôi, anh có cảm nhận được không? Cú đánh đầu đấy mạnh không thua kém gì một cú sút cả. Rất nhiều đường chuyền. Anh ấy có thể sút. Wow! Quả thắng tuyệt đẹp của Cavani. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Edison Cavani. Có chuyền bóng như thế không cần nhìn vậy. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow, bàn thắng được ghi cho Liverpool. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Edison Cavani. Firmino. Chuyền đi. Có thể phản công. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Không được. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt đợt tấn công.
Tôi nghĩ rằng đó là một trận đấu khó khăn nhất mà tôi và anh từng chứng kiến, phải không anh Quang Huy? Nó thật phi thường và đã diễn theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Vâng, đúng là như vậy. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ và khán giả cũng khá là ngưỡng mộ vào lúc này. Một trận đấu sinh động, tuyệt vời, làm mọi người bừng tỉnh. Stefan De Vrij, Timoe Bakayoko, Isco, Edison Cavani, Lucas. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Messi, Timoe Bakayoko, Harry Kane, Ronaldo. Cơ hội nguy hiểm dành cho Paris Saint-Germain. Firmino. Thời gian từ giờ được cộng thêm chỉ là một phút thôi. Ronaldo. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Không. Benjamin Mendy. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ không phải góc. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Isco, Timoe Bakayoko, một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Iniesta cản bóng tốt, mất bóng trong vòng cấm. Timoe Bakayoko. Lennon Donovan, Sergio Busquets, Eden Hazard, Andres Iniesta. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục, bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Edison Cavani. Anh ấy đã phòng ngự rất tốt. Luis Suarez. Eden Hazard. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Chuyền bóng quá thiếu trách nhiệm.
Lucas vượt qua rồi. Andres Iniesta đột phá. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Isco. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Andres Iniesta. Đường chuyền xuất sắc. Luis Suarez. Tỷ số đã được mở. Bàn thắng tuyệt vời. Một trận đấu rất chặt chẽ trong ngày hôm nay, nhưng đội bóng này đã chơi thực sự tốt. Vâng, họ đã chơi rất tốt. Họ có nhiều cơ hội sút bóng và họ có bàn thắng. Đó là cú đánh đầu hiểm hóc. Suốt cả một nửa thời gian trận đấu không có bàn thắng. Hiện tại chúng ta đã có nó. Một bàn thắng phá vỡ thế trận. Và đây là pha tấn công của Liverpool. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Luis Suarez. Roberto. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Tiến lên đi. Thủ môn chạm tay vào bóng làm đường hướng nhưng vẫn đi vào khung thành. Và cầu thủ Juni đã ghi bàn. Anh ấy đã thử và thành công với pha bóng đó. Huấn luyện viên sẽ rất hài lòng về quyết định thay người của ông ấy. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Lucas. Perisic. Cầu thủ Liverpool vừa thực hiện một pha phạm lỗi. Một chiếc thẻ vàng, chắc chắn là như vậy. Trọng tài báo hiệu chỉ có một phút bù giờ. Andres Iniesta. Anh ấy đã cướp được bóng. Một đều là kết quả. Hiệp hai được bắt đầu với quyền kiểm soát từ Liverpool. Joshua Kimmich. Lucas. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Đây là một pha bóng tốt. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Lennon Donovan. Eden Hazard. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Thibaut Bakayoko. Khả năng đọc tình huống rất tốt của Sergio Roberto. Rất trống trải. Vâng, đúng như vậy. Thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Bóng
bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Eden Hazard, Landon Donovan. Cơ hội. Wow. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi. Và bây giờ sẽ cho ra thấy rõ được bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Bonucci, Sergio Busquets, Landon Donovan, Eden Hazard. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Một quả phạt góc rõ ràng. Sergio Busquets. Nguy hiểm, Luis Suarez. Anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng ban đầu. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Anh ta liên tục di chuyển trong vòng cấm để thoát khỏi siêu ám của hậu vệ và bất ngờ tung ra cú đánh đầu hiểm hóc. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Edison Cavani. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng.